Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học một cái cấu trúc ngữ pháp là xin phép và được phép làm một cái hành động gì đó. Và chúng ta cùng nhau xem cái bức ảnh sau đây nhé. Đây là một cái bức tranh nói về là được phép hút thuốc, đúng không ạ? Vậy bình thường chúng ta hút thuốc chúng ta sẽ là tabako shimasu. Thì bây giờ chúng ta sẽ có câu là tabako shitemoi desu. Koko de tabako shitemoi desu. Ở đây thì được phép hút thuốc. Và chúng ta có cấu trúc ngữ pháp câu là gì? Động từ chúng ta chia sang thể t và cộng với moides. Ý nghĩa của nó là được phép làm một hành động gì đó. Và cách dùng của nó là mẫu câu này biểu thị cho phép thực hiện một hành động nào đó. Và thể nghi vấn của câu này thì được sử dụng như là một câu xin phép, là mình có thể làm cái hành động này được hay không, làm hành động đó được hay không. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái ví dụ tiếp theo để chúng ta nắm rõ hơn nhé. Đây là một bức tranh nói gì đây? À, một cái cậu bé con trai muốn nhìn bài cái bạn nữ bên cạnh, đúng không? Chotobimasu là gì? Nhìn một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ xin phép là cho tôi nhìn một chút đi có được không? Chúng ta sẽ có câu là gì? Chotto mitemoi desu ka? Chotto mitemoi desu ka? Và cho tôi xem một chút đi, cho tôi xem một chút có được không? Và cho xem hay không cho xem thì đồng ý hay không đồng ý thì phụ thuộc vào đối phương người ta có cho hay không nhé. Vậy thì đối với cô bé này có cho hay không thì chúng ta cùng nhau xem câu trả lời nhé. Ikemasen, không, tôi không cho đâu, không được đâu. Đấy. Và tương tự như vậy thì đây là một cửa hàng và cô gái này muốn mặc cái bộ đồ này thì cô đã nói với nhân viên là gì đây? Đấy, cô anofuku kimasu là một cái câu bình thường, đúng không? Bây giờ mình sử dụng cái câu xin phép thì chúng ta sẽ chia nó về thể t và cộng với moi desu. Thì chúng ta sẽ có câu là anofuku o kitemoi desu ka? Anofuku o kitemoi desu ka? Tôi mặc cái đồ kỳ có được không? Và cái cô nhân viên này có đồng ý hay không thì chúng ta cùng nhau xem câu trả lời của cô đây nhé. Hay, idis, dozo. Hay, idis, dozo. Vâng, được đó. Và xin mời cô cứ mặc thử đi ạ. Và tương tự với hình bức tranh này thì đây là gì đây? Một cô gái đang ngồi và bên cạnh thì có một cái ghế trống. Và một anh trai đó muốn ngồi ở đây thì anh đã xin phép cô như thế nào đây? Sumimasen kokoni suwarimasu. Và chúng ta suwarimasu, chúng ta sẽ chia nó về thể t và cộng moi desu. Và thì chúng ta sẽ là gì đây? Sumimasen ga kokoni suwatte moi desu ka? Sumimasen ga kokoni suwatte moi desu ka? Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở chỗ này có được không? Vậy thì cái cô gái này có đồng ý hay không nhỉ? Sumimasen chotto. Sumimasen chotto. Sumimasen là xin lỗi, chotto là không. Chắc là chỗ này có người ngồi rồi, nên là cô gái này không đồng ý. Hay đây là một cái cách nói, một cái cách từ chối khéo léo và giống như là bỏ lỡ cái câu sumimasen chotto. Ý là chỗ này đã có người ngồi rồi đấy á. Và qua cái cấu trúc ngày hôm nay thì các bạn đã nắm rõ hơn về cái cách mà mình giống như là được phép và mình muốn xin phép làm một hành động gì đó rồi, phải không ạ? Và để cho các bạn nắm vững hơn thì cô có để đường link bài tập ở bên dưới. Các bạn có thể làm đường link bài tập đó và gửi lại cho đội ngũ giáo viên của chúng tôi. Nếu như bạn nào mà làm đúng được 100 điểm thì bạn sẽ được 1 điểm tích lũy vào tài khoản của mình. Và minasan sayonara, mata kondo yoroshiku onegai shimasu.